người về một mùa thu gió heo bay về đâu. Vâng, và chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Vòm Audio. Thì trước mắt các bác đây đang là một bộ dàn có tên là Kenwood 7002. Thực sự là nó đã quá là quen thuộc rồi. Thì cái điểm em muốn nói ở đây, tức là cái bộ dàn 7002 này thì đã được một bác khách tin tưởng đặt cọc trước, tức là hàng chưa về bác đã đặt cọc rồi. Bác bảo chọn cho bác một bộ đẹp nhất, thì hôm nay thì em sẽ nên cho bác một bộ đẹp nhất. Thì cái thay lời cái video này thì coi như là cũng gửi tới các bác đấy, bác khách cũng như các bác cái sản phẩm mà bác khách đã đặt. Thì hàng về sẽ đầy đủ 4 thớt như thế này các bác nhá. Thớt đài sẽ là 5002, MD sẽ là 7002 và thớt CD sẽ là 7002. Âm ni cũng là 7002 luôn. Có đầy đủ khiển zin cho các bác luôn nhá. Thì đây em sẽ quay qua hình thức cho các bác. Đây. Tổng thể từ phía trên đây. Đây, thớt đài đây. Đây là thớt MD. Đấy. MD con này thì có chức năng giải mã thôi các bác nhá. Bởi vì là cái mắt MD là mắt quang thì nó đã rất là lâu đời rồi. Nên cho nên là việc đọc đĩa được hay không nó là phụ thuộc vào yếu tố may mắn. Cho nên là cái phần đọc đĩa MD ở đây thì em sẽ không nói đến. Giải mã Smart TV chất lượng là 32 bit, là 20 bit cơ nhá. Đây xuống âm ni đây. À xuống CD đây. CD con này đọc đĩa cực kỳ tốt. Đây em sẽ đấy. Đọc đĩa rất nhanh. Đấy, hình thức thì sẽ là như trên video này nhá các bác nhá. Đấy. Xuống dưới âm ni đây. Âm ni 7002. Các phím chạy rất là mượt mà, không bị nhảy đèn. Đấy, hai đường tiếng. Tức là các bác tìm hiểu về bộ dàn này thì cũng biết về những cái tính năng của nó rồi, nên em không nói kỹ phần ở đây. Em chỉ chú trọng đến hình thức. Đây, cái điểm đáng chú ý mà đó là cặp loa các bác. Cặp loa này, con này rất là đẹp luôn. Nước sơn đó, còn rất là mới. Đây bác nhìn thấy không? Rất là mới luôn. Ở trên video thì nó không toát được nên cái màu gỗ của nó, nhưng màu gỗ của nó cực kỳ đẹp. Màu gỗ của cái cặp loa này cực kỳ đẹp luôn các bạn. Đây. Đây. Phần loa này thì cái loa bên này thì cái phần chép thì nó đã có một dấu hiệu gọi là vết hằn. Thì cái điểm này thì nó là lỗi cơ bản rồi. Còn bên này thì rất là đẹp này. Đấy, thì đây có lẽ là cặp đẹp nhất rồi, thì em sẽ quay cho bác xem. Cái điều cái phần chép này nó bị hằn, những cái vết này thì không tránh được bởi vì nó là chép đom lụa rồi. Nhưng các bác cứ yên tâm là nó không ảnh hưởng gì đến chất âm đâu. Đây vân gỗ rất là đẹp luôn. Đấy, về tổng thể đây. Ê cang đầy đủ, ê cang cũng rất là đẹp. Không bị lách đâu. Đây. Thì bác khách đã đặt cọc rồi thì hôm nay em sẽ quay để bác nhìn rõ hơn. Đây, cặp loa CD107 Made in Japan, công suất 100W, trở kháng 6 ohm. Đây là toàn bộ. Đây. Ở series của thớt đài nhá. Series thớt MD. Series của thớt CD và âm ni đây. Đấy, bác về bác cứ so sánh số series giúp em.
Hàng thì rất là đẹp cho các bác luôn. Điện 100V. Tất cả đều make in Japan hết. Cái bộ dàn này nó đã tầm hơn 20 năm rồi. Nên là cái hình thức như vậy này rất là đẹp rồi. Nhà em cũng lựa chọn phối những cái bộ đẹp nhất để cho bác khách tin tưởng. Đã đặt hàng thì sẽ gửi tới các bác cái bộ đẹp nhất. Đấy thì hàng đầy đủ như thế này. Thì rất mong là bác khách sau khi xem cái video này thì sẽ gọi điện cho chúng em và chúng em sẽ giao hàng luôn trong ngày cho các bác, hoặc là bác muốn giao ngày nào thì nhà em sẽ giao ngày đó. Đấy thì sau đây xin mời các bác cùng với em lắng nghe một cái bản nhạc thì đến từ cái bộ dàn này. Đường về cành thâu đêm khuya ngõ sâu như không bao qua phên vênh có bao mái đầu hắt hiu vàng ánh điện câu. Đường dài không bóng, xa nghe tiếng ai ru mơ màng. Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn, có đôi lòng vẫn chờ mong. Ai chia tay ai đâu sớm vắng im lì, ai rung lên tia mắt ngàn câu êm. Cho duyên nghèo mai nắng gieo thêm đẹp kiếp sông thêm. Màn đêm tịch liêu nghe ai thoáng gió câu mến chiều, nghe không gian tiếng yêu thương nhiều hứa cho đời thôi điều hiu. Vọng trông đêm cô liêu trình phụ mong, đêm bao cánh mưa âm thầm theo gió về khu cơn mộng, hẹn mai ánh dẫn nồng cho nên đêm còn dậy hương để dịu bước chân ai trên đường, để nhìn sớm khuya không buồn vì người biết mang tình thương. Về phố cơn mộng hẹn mai ánh sớm nồng cho nên đêm còn dậy hương để dịu bước chân ai trên đường, để nhìn sớm khuya không buồn vì người.
biết mang tình thương. Màn đêm tịch liêu, nghe ai thoáng gió câu mến chiều, nghe không gian tiếng yêu thương nhiều, hứa cho đời thôi điều hiếu. Đời thôi điêu.